Bà lão còng lưng này đã phải đi bộ hơn 10 cây số từ lúc tờ mờ sáng đến lúc trưa để kịp đến điểm nhận quà. Đối với bà, một túi gạo đủ cho bà lo cái đo hơn một tháng, và đặc biệt trong dịp Tết. Điều đặc biệt thì bà chân thật đến mức khi mà mọi người cho thêm tiền, hỗ trợ thêm cho bà một suất nữa thì bà từ chối, vì bà nghĩ rằng tất cả mọi người ai cũng có những phần quà đều như nhau. Con cho gạo cho cái này về bà ăn Tết, bà đội ơn mấy cô trong đoàn với con. Bà cũng nghèo, nay bà gặp mấy con chứ bà đâu gặp được. Bà đi bán giấy số, mời bà bán. Mời bà đếm trăm tờ giấy số bán con. Bà thiệt tình với con, hồi đó giờ bà nghèo, bà xin bà không có tham. Bà không có tham của xin ai. Xin mà không tham ha. Bà không có biết tham của ai tiền bạc. Bà xin cô bác cho bà lấy, bà không có tham. Bị hồi đó cha mẹ dặn mà. Mình mừng ăn được, mừng không được, già mừng ăn được, xin không có tham con. Cho nên bà nhớ con nói. Con nói cha mẹ bà dạy, bà không có tham. Tới ngày này bà không có tham. Bà xin mấy con cho, không cho thôi, chứ bà không có tham lắm con. Kính thưa các bạn, sáng hôm nay nhóm Phong Bụi và chị Tưởng cùng với mấy chị em đã từng đồng hành với trạm cơm nghĩa tình đã có một cái buổi phát quà cho bà con nghèo ngay tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Và trong hàng trăm các cô chú nhận phần quà này thì Phong vô cùng ấn tượng với một bà lão, và đây là những gì mà bà chia sẻ trong hơn 500 người đã từng nhận quà trong buổi sáng hôm nay. Dạ, nãy giờ con thấy trong cái đoàn nhận quà là bà còng lưng bà vô bà nhận quà, mà họ ra đây không có người thân đâu hết à. Dạ. Con cháu bà đâu hết rồi? Bà giật rồi chứ anh. Bà giật cái tay, bà tay à con. Bà giật, giật tay á, bà tay á, nước cột sống, ổng bỏ bà đi có vợ khác. Bà giả đi con, thôi con. Ờ, vậy bây giờ bà sống với ai? Dạ, như đứa con 40 tuổi với con. Bà nghèo quá, hôm đó cho già bà tình thương. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà 79 rồi con. 79 rồi hả? Tết này nữa 80, tại bà nghèo quá con. Ông bỏ bà đi có vợ khác con. Ông bỏ bà lúc bà bao nhiêu tuổi? Lúc bà bỏ nay cầu mấy chục năm, 40 năm, 40 năm. Bây giờ bà còn thương ông không? Không. Bà chửi mà thương. Bà chửi tàn nhẫn con. Nhưng mà sao lần nào bà cũng nhắc tới ông suốt vậy? Tại vì bà giận quá, bà phải nhắc cho mấy con biết là ông tàn nhẫn con. Hồi đó là ông bỏ bà đi rồi, ông có nói gì với bà nặng nhẹ không? Ông lấy tiền bà, ông đi bị bà bệnh cái thai nè, bà bất tỉnh. Bà bệnh bất tỉnh. Rồi người ta lo cho bà. Ông đi con, ông tàn nhẫn quá anh con. Bà giận quá, bà chửi hoài á. Bà chửi tới ngoài bà nhắm mắt. Bà biết ông tên gì không? Bà nhớ tên ông không? Nhớ con, mà bà không nói cái chuyện người khốn nạn đó, bà không nói. Tại bà chửi, bà giận quá, bà chửi hoài tới ngày bà nhắm mắt đó con. Rồi đứa con trai của bà 40 tuổi là nghe nói là bị khờ hả? Dạ nó khờ, người ta kêu dắt hàng mần đất nó mần con, nhưng mà ta khổ. Nhiều khi nó cái hồi nó chửi bà. Để đây à. Nó chửi bà chết cho cái hàng. Nó căng nhận kính nó con. Đủ mẹ bà nói với người ta tôi khùng không có vợ ở giá. Bị bà nghèo với nó khờ vậy ai chịu con mà nói vậy á. Bây giờ là hồi mà bà nuôi con là bà làm công việc gì? Bà đi buôn bán con, bà gánh nước mướn, bà buôn bán ai mướn gì bà mừng nấy á. Dạ. Bà không có ruộng có đất gì trơn con, cha mẹ sống nghề buôn bán con mà. Dạ, còn bây giờ là bà làm gì ạ? Giờ bà đi già bà mượn được bà bán giấy số. Ồ. Bà đếm trong tờ giấy số bán con, nhiều khi ta từ thiện cho bà thêm. Hiện giờ là còn vé số trong người bà không? Hết rồi con, nay bà không có đếm. Nay bà đi lên này lãnh quà với bà xin tiền, bà đâu có đếm con. Dạ, không có nhận vé số. Nhưng mà con thấy cái lưng bà nó khòm nặng luôn á, chắc là do gánh nước ha. Giờ bà không gánh nổi, bà đi không nổi gì gánh. Bà đi đếm trong tờ giấy số bán con. Dạ. Đây mọi người thấy trong cái đoàn nhận quà thì mình phát hiện ra một bà lão nè. Ôi trời ơi, lưng còng. Bà còng quá, mấy con ngồi giúp đỡ bà xin tiền về mua thuốc, lâu lâu bà gặp mấy con lận con. Dạ, xíu nữa con gửi cho bà nha. Dạ, chứ bà đâu có đi bà chỉ đứng được như vậy thôi ha. Dạ, bà đi khòm vậy con.
đi giật. Rồi hôm nay bà nhận được một túi gạo, bà mừng không? Bà mừng con túi gạo với mì là mừng. Chị Năm đâu ơi? Bà mừng đâu? Con mấy con cho bà ăn Tết bà. Mình vừa mới cho bà thêm 500 ngàn đồng để cho bà ăn Tết nè. Ôi trời ơi, mình thấy nụ cười của bà tỏa nắng luôn thôi các bác anh chị. Bà cũng nghèo, nay bà gặp mấy con chứ bà đâu gặp người. Bà đi bán giấy số, mời bà bán. Mời bà đếm trăm tờ giấy số bán con. Rồi mấy ngày Tết này bà có bán luôn không? Có. Bán suốt Tết luôn? Ừ. Bà có gạo ăn rồi bà đưa cho đứa con muôn ký thịt, đứa con đi chục cục vịt kho ở nhà nó ăn bà bán. Bà bán, ổng bán lấy đâu sống con. Bà bán nhiều khi người ta mua 5 tờ, ta thương, ta cho bà 50 đi. Ngày bà kiếm 200 ngàn giấy số đi, người ta cho bà cũng được 300-400 con. Cái đó bà nói sự thật. Bà nghèo quá, giờ mần gì nổi, phải đi bán giấy số sống con. Ngày nay cho mấy cô ở đó cho phiếu bà. Chúc năm mới mấy con có gia đình giàu hạnh phúc mà ngăn phát tài nha con. Mấy cậu có vợ có gia đình, năm mới cầu chúc mấy con dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, có giàu chừng có nào gặp cho bà xin con. Cảm ơn mấy con á. Dạ bà có mấy lời khuyên chúc mấy con nha con. Dạ cái đó tình thiệt lòng bà nói với con. Bà thiệt tình với con rồi đó, giờ bà nghèo bà xin bà không có tham. Bà không có tham của xin ai. Xin mà không tham ha. Không, bà không có biết tham của ai tiền bạc. Bà xin cô bắt cho bà lấy, bà không có tham. Bị hồi đó cha mẹ dặn mà. Mình mừng ăn được, mừng không được, già mừng ăn được, xin không có tham con. Cho nên bà nhớ con nói cha mẹ bà dạy bà không có tham con. Tới ngày này bà không có tham. Bà xin mấy con cho không cho thôi, chứ bà không có tham lắm con. Thiếu là xin, đói là xin thôi, bà không có tham. Đói là mừng được, xin chứ không có tham. Tham bà tội lỗi người ta bắt. Người ta bắt con tham, bà thấy nhiều người họ tham. Họ tham mà lấy tiền người ta, họ lấy gạo lấy đồ. Bà xin mấy con, bà mừng không được, bà xin mấy con cho bà lấy. Bà không có tham, tham tội lắm con. Họ bắt. Tham mà xài bắt ha. Họ bắt ở tù. Bà xin xong là nay bà gặp mấy con đó. Dạ. Mấy con về trở mạnh giỏi anh con. Dạ, cầu chúc anh con năm mới mấy con có gia đình mừng ăn phát tài, rồi lâu chừng nào có gặp với cháu bà anh con. Ngày nay bà gặp chứ chắc là bà không gặp mấy con nữa đó. Còn con bà con có đi xuống đây nữa đâu gặp, mà bà có đi đâu gặp hả anh con. Vừa rồi là một bà lão gần 80 tuổi đã có những cái chia sẻ xúc động khi ngày hôm nay nhận những cái phần quà từ nhóm Phong Bụi và chị Tưởng với mấy anh chị em đồng hành Trạm Cơm. Thời gian qua thì Phong Bụi nhận những khoản tiền của cô chú anh chị đóng góp cho cái buổi phát quà ngày hôm nay và cũng như Trạm Cơm. Trước hết thì Phong Bụi cảm ơn chị Thanh Huỳnh đã gửi cho 100 đô, chị Tiên ở Thảo Điền, quận 2, 3 triệu đồng, Hồng Trân 2 triệu rưỡi, Khoa chuyển cho hội người mù, tức là buổi phát quà ngày hôm nay 2 triệu, Đinh Ngọc Anh 5 triệu đồng, Phạm Thị Thùy Dương 500 ngàn đồng và cô Xuyến 76 tuổi ở Mỹ 200 đô nhờ nấu cơm. Ngoài ra thì chị Tưởng còn nhận những cái phần quà từ các cô chú cho buổi phát quà ngày hôm nay. Cảm ơn chị Kim Ngọc 2 triệu đồng, Thủy Tô 8 triệu 150 ngàn đồng, cô Nguyệt 5 triệu, anh Lộc chị Trác 7 triệu, Lê Ngọc Huệ 200 đô Mỹ, Nguyễn Vi 1 triệu, Ẩn Danh ngày 7 tháng 12 5 triệu, Võ Thanh Phương 2 triệu, Lê Thị Hương và chị Kim cùng với nhóm chị én nhỏ là 9 triệu. Duyên và Trần Mai cùng Lý Thảo bên Đài Loan 2 triệu tư, Long Câm Điếc ở quận 8 3 triệu, Huy đến quán bà bía chị Tưởng gửi 100 đô, một cô ẩn danh 40 triệu và một cô ẩn danh bên Úc ủng hộ 2 lần, tổng số tiền là 37 triệu, chú chị Loan 15 triệu, Bích Ngọc 10 triệu, anh Hùng bên Úc 3 triệu 220 ngàn đồng và ẩn danh đến quán cơm chị Tưởng 3 triệu đồng. Tổng số tiền ngày hôm nay phát quà cho bà con nghèo dịp Tết ngay tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre là 164 triệu 970 ngàn đồng. Và bà con ở đây rất là phấn khởi khi mà tụi mình hẹn lúc 9 giờ thì từ 7 giờ sáng rồi mọi người cũng đã có mặt để nhận những cái phần quà này. Giá trị của những phần quà này chưa đến 300 ngàn đồng nhưng mà rất là nhiều bà con vô cùng vui mừng
và thậm chí có người còn mất ngủ luôn nha cô bác anh chị. Chị có thể chia sẻ hôm nay là mình phát quà như thế nào chị tưởng? Hôm nay là chị phát cho người kiếm thị là 220 phần quà và 300 phần quà cho người nghèo, người già, người neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Một phần quà thì gồm có 10 ký gạo, một thùng mì gói, một chai nước tương, một ký đường, một chai dầu ăn nửa lít. Tổng phần quà là lúc đầu thì ước chừng là 300 ngàn một phần, là chai dầu ăn được một lít và gói bột ngọt, nhưng mà không đủ tiền vì kinh phí không đủ, cho nên là chị tưởng giật lại một nửa chai dầu ăn có nửa lít thôi. Và gạo thì bà con rất là cần gạo cho nên chị là dẫn cho bà con là 10 ký gạo. Như vậy thì tổng phần quà hôm nay là 288.500 đồng một phần. Sáng giờ là bà con tới rất là sớm nha, trước một tiếng đồng hồ, 8 giờ nhưng mà 7 giờ đã đầy đủ hết rồi. À đúng rồi, cho nên là mọi người kiếm thị huyện Ba Tri rất là tranh thủ. Dạ, thôi chắc là lễ phát đi ha. À, chị thì chị cho giờ trừ dạ, heo. Dạ, ok. Ban ta làm luôn. Ban ở đây làm cái chương trình, bị ngay nay phát người tại nghèo. Tại chị nói là phát chung với người nghèo á. Không, ở đây thì người ta đơn giản người nghèo đó là phát luôn à. Dạ, dạ, dạ. Hội mình thì... Thôi vậy để bà con đợi chút xíu. Thôi đâu đó, anh nhớ chuyện mai không? Ờ, kìa, chị Mai ngồi góc bên kia kìa. Em gặp rồi hả? Sẽ có khoảng hơn 200 người khiếm thị không thấy đường sẽ được nhận những cái phần quà tại đây. Và sau đó thì sẽ di chuyển sang một cái nơi khác. Trong 200 người khiếm thị thì Phong phát hiện ra một cái chị gái có biệt tài hát rất là hay. Mà Phong đã cùng một lần tình cờ gặp chị này. Bây giờ thì mình vào trò chuyện với chị nha. Em chào chị nha. Ủa? Xuống nào vậy? Ơi, hôm nay nhận quà hả? À, xuống. À, đây là chị này là hát rất là hay. Ê, tưởng đâu à, chị tưởng đang đi xuống sâu á, gần tới rồi. Ủa vậy hả? Ủa à, vậy bây, hả? Bây giờ em mời chị ra gấp kia nói chuyện tí ha. Rồi, lấy cái ghế đi, lấy theo cái ghế. Ừ, giờ chị tên Nguyễn Thị Mai, sinh 1965. Hiện nay thì chị đang sống với một đứa con đang học lớp 6. Nói chung là hoàn cảnh của chị là em cũng biết rồi đó, từ hồi dịch tới giờ là rất là khó. Mà khó mà nhất là con vô cấp 2 còn càng khó hơn. Ờ, chị Mai hiện giờ là làm công việc gì ạ? Giờ hiện giờ chị đi bán nhang. Ờ, nay chị có đem sản phẩm chị theo nữa, đem theo bán cho bà con đốt Tết á. À, sáng giờ bán được nhiều nhang không? Bán chắc được chục bó. Nghe mọi người nói là chị Mai là hát rất là hay, thôi nhân tiện đây thì hát tặng cho tụi em một vài bài đi ha. Ủa? em dẫn chị ra góc vắng rồi, không có người đâu, yên tâm đi, tự tin đi. Ủa, tự nhiên... không có đợi hát sao đó là ngỡ kỳ quá. Không, hát hát chay đó mới chắc. Rồi mời hát chị. Rồi, giờ chị hát cái bài Các Bụi Cuộc Đời đi ha. Tại dạ. Vì mình sống đây nói chung là mình cũng như là mình sống cõi tạm đi. Bây giờ chị hát bài Các Bụi Cuộc Đời ha. Nhưng mà hát không có đợi có gì sao sót, mấy em thông cảm nha. Dạ, chị cứ tự nhiên đi, không sao đâu. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mãi xa kiếp con người về với các bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sao. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là các bụi, sẽ về các bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về các bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mang thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế,
không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc buồn phiền chuyện thế sự nơi trần ai. À, hết rồi. Chị phát cho 220 phần quà của hội người khiếm thị và còn lại 300 phần quà của người nghèo, nhưng mà trong đây có 3 hộ quá là đặc biệt, nuôi mẹ già, còn một hộ thì ba người con và chồng mất, thì hoàn cảnh họ rất là khó khăn, thì chỉ có trích phần tiền ở trong phần quà hôm nay thì cho một cái hộ họ rất là cần gạo thì chỉ tặng cho họ là 50 kg gạo, và một hộ là nuôi mẹ già thì là 25 kg gạo. Còn chú đây thì chú không nhà, không cửa, không họ hàng, không người thân, đi ghe nhỏ lớn. Thì bây giờ về đây thì tá túc ở cái miễu hoang. Dạ. Dạ thì cũng nghe bà con qua giới thiệu. Thì hôm nay thì đủ duyên thì gặp lại chị em mình, nếu mọi người quan hỷ thì có thể là giúp chú được phần nào để chú ăn Tết. Thì trước hết thì chị xin tặng cho chú 500 ngàn đồng. Ba người còn ba người ba mình gom được tiền nhiêu là mình chia cho ba hộ. Cô mời cô qua đây ạ. Em mời em qua đây ạ. Dạ thì xin giới thiệu với mấy chị là chú này là nhỏ lớn đi ghe, giờ không nhà không cửa, không họ hàng, không người thân, giờ chú đang ở cái miếu. Dạ thì còn em này thì chồng mất, ba đứa con nhỏ chỉ cầu xin gạo thôi. Thì em có tặng cho em nó là 50 kg gạo. Chị này là nuôi mẹ già thì không chồng không con. Em tặng cho chị là 25 kg gạo. 3 triệu luôn. Dạ. 3 triệu luôn. Thì phần còn lại thì mấy chị em trong nhóm thì trích ít tiền ra thì giờ gửi tặng cho ba người. Dạ, ăn Tết. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Con gửi dạ. Chú nè, cái này nhóm được con gửi chú nè, 3 triệu thì con chia ba là một hộ 1 triệu nè. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Gắn niệm Phật cho chú. Dạ. Để mình có cuộc sống. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mấy chị rất nhiều ạ. Cảm ơn. Bây giờ mình sang lấy tiền thưởng luôn nè. Em lớn rồi nhưng em vẫn cần lì xì. Đây là đợt thứ hai tụi mình tiếp tục phát quà, và trong ngày hôm nay tụi mình có 3 điểm luôn nha mọi người. Đây là nhóm các cô chú khó khăn, nghèo khổ, và đặc biệt là những cái ưu tiên cho những cái trường hợp mà lớn tuổi á. Đây ngoại được lãnh giùm cho 3 phần luôn ha. Ôi trời, có chở nổi không? Nổi đó, nhà tôi đây nè. À vậy gần ha. Rồi mấy ngoại về. Đấy nè, nhỏ bụi tre nè. Kính thưa các bạn, hôm nay là một ngày cuối năm và tụi mình lại tiếp tục phát cơm cho bà con ở Bệnh viện Phục hồi Chức năng quận 8 và địa chỉ 175 đường Trần Bình Trọng, quận 5. Và đây là buổi phát cơm cuối cùng trong năm cũ 2023. Và tụi mình sẽ tiếp tục duy trì trong năm tới, dẫu biết rằng những cái bữa cơm này vô cùng đáng quý. Và mọi người thấy lúc nào khi mà phát cơm, bà con cũng xếp hàng rất là dài như vậy. Ở trong năm qua, trung bình mỗi tuần, nhóm Phong Bụi và Trị Tưởng đã phát 3 buổi, và mỗi buổi như vậy là khoảng 300 phần. Tính ra thì hơn 52 tuần, vị chi ra hơn 50.000 phần đồ ăn đã được gửi đến bà con. Và có lúc thì tụi mình nấu đồ chay, có lúc thì tụi mình nấu đồ mặn, có lúc thì tụi mình nấu full tuần luôn, tất cả các ngày trong tuần luôn, tùy thời điểm, đặc biệt là cái thời gian tháng 7 âm lịch á. Và đây là những cái gì mà mấy anh chị em đã đồng hành suốt một năm trời và những cái buổi phát cơm như vậy. Và cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã không ngừng đồng hành nhóm Phong Bụi Trị Tưởng trong suốt một năm qua. Mọi người cũng đang rất là nỗ lực để mang những cái phần cơm ngon lành này đến cho mọi người trong một năm qua. Hôm giờ thì anh có được nhận cơm ở đây nhiều không? Có, ăn cơm từ thiện bữa này nè, tụi tôi làm hồ đó. Rồi không có tiền nhiều cho nên là nhờ cơm từ thiện này cũng biết anh với Trị Tưởng ở đây, bữa nay trực tiếp gặp anh, cảm ơn rất nhiều đại diện anh em. Hôm bữa giờ thì anh nhận được bao nhiêu lần rồi? Nói chung là mỗi ngày mỗi có. Cơm ngon, cơm chay rất ngon, mà lâu lâu cũng có một ngày nào đó hoan hỷ là mặn, anh em ăn rất mừng.
Em xin phép hỏi tên anh và quê mình ở đâu ạ? Mình thì tên Công Thành, quê thì ở Đồng Tháp. Mình ở Sài Gòn là đang làm nghề phụ hồ. Nói chung là giúp việc lao động phổ thông á. Ví dụ như mỗi cái lần mà buổi trưa như vậy á, tiết kiệm được bữa cơm như vậy cảm giác được 25.000 mua ở ngoài ăn á. Anh em ở số cũng đông. Vậy là ăn đây cũng tiết kiệm được 1 đồng ha. Dạ, tiết kiệm được, rất cảm ơn nhiều. Tại vì anh em lao động mà nói chung ra thì cũng cũng khó khăn, nhưng mà gặp những cái trạm cơm là không đồng của anh thì rất là cảm ơn rất nhiều. Hôm nay gặp trực tiếp thì cũng đại diện anh em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Video này như một lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã không ngừng đồng hành, quan tâm và chia sẻ trạm cơm nghĩa tình, cũng như là đồng hành cùng Phong Bụi Chị Tưởng với rất là nhiều anh chị và đặc biệt là các nhân vật khó khăn của Phong. Phong chúc mọi người một năm sắp tới, một năm nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thân tâm luôn an lạc. Cảm ơn mọi người luôn luôn đồng hành cùng Phong Bụi.